Với lại mình mới làm mình ăn luôn á, cho nên là nó còn hơi cái vị, nó chưa có thấm gia vị mấy. Hello, xin chào tất cả mọi người đang xem kênh YouTube của mình nha. Ngày hôm nay mình có đi ra ngoài chợ và gặp được trái này. Đố tất cả mọi người biết trái này là cái gì? Đây, trái này cái gì có người mọi người có biết không? Thì chắc chắn là những các bạn miền Tây thì chắc cũng biết trái này là trái gì. Đây là trái cà na sống nha các bạn. Thì ở miền Tây thường thường họ dùng cà na này họ đập dập ra, họ lắc muối, đường ăn nó chua chua ngọt cũng rất là ngon, hoặc là họ đem đi ngà, đi ngào á, ngâm đường á. Thì mình cũng đã từng ăn rồi nhưng mà mình chưa biết cách làm như thế nào. Thì hôm nay mình có đi ra chợ gặp bà cụ đó bán cà na sống này. Thì nãy mình có hỏi là cà na này bao nhiêu ký, thì hình như là cô đó bán là một ký là 50.000, thì mua nửa kilo, tại mình mua nhiều quá mình cũng sợ không hết, chỉ có mình thôi. Thì hôm nay mình sẽ thử làm món cà na lắc muối, muối ớt cay và đường ha, thử cho các bạn xem thế nào ha. Cà na thì mình nãy đã rửa sạch rồi, thì bây giờ mình sẽ tiếp theo là mình sẽ đập dập nó, mình sẽ bỏ vào một nước muối mình ngâm nó nha, thì các bạn xem ha. Và trước tiên là mình sẽ sử dụng muối, mình sẽ bỏ vào trong cái thau nước này nè. Muối bỏ thêm cái thau nước cho nó tan muối ra, đập cà na. Đập dập cà na nha. Đây là mình đã đập, mình đập xong rồi các bạn, mình đập xong, bây giờ mình bóp nó, rửa đó, bóp nó, mình bóp mạnh lên để cho mà những cái chất mũ của nó với chất chua nó bớt đi. Đồng thời trong cái nước này mình có bỏ một tí muối vô ha, mình cũng không biết nữa, thì mình cũng thấy người ta làm sao mình cũng chỉ làm gì thôi. Thì để hôm nay mình làm thử ăn có ngon không mọi người, các bạn thấy về mua về làm thử ăn ha. Thì cái món này chắc chắn là những cái bạn gái ở miền Tây thì chắc cũng biết nó rồi. Thì món này chấm với muối muối Tây Ninh ăn cũng ngon nè. Thời gian mà rảnh rỗi mấy chị phụ nữ thường thường hay ngồi tám với nhau á, bắt đầu cái cũng có cái món này ngồi nhâm nhi à. Đó, bắt đầu mình rửa nha, mình bóp khoảng chừng 2-3 phút gì đó cho nó ra bớt cái mũ trời, rồi bớt cái chua, rồi mình đem đi rửa lại nước lạnh ha. Rồi bây giờ mình đem đi rửa nha các bạn. Thì mình đã đem đi một, mình vừa mới đem đi rửa lại và dắt cho nó ráo khô ha. Thì mình dắt cho nó ráo khô xong rồi mình sẽ sử dụng một miếng đường, lấy đũa. Rồi bây giờ mình đã rửa cà na mình cho sạch, mình bóp cho nó khô ráo ha. Bây giờ mình sẽ lấy đường mình rửa lên, mình ướp nó khoảng chừng 2-3 phút gì đó, thì mình bỏ thêm gia vị ha. Thì mình đường để làm gì, để cho nó bớt cái vị chua lại, để cho nó ngọt. Bạn nào thích ngọt nhiều thì mình bỏ đường nhiều nha, bạn nào thích chua thì bỏ đường ít thôi, nhưng mình thì chắc cũng thích ăn ngọt chua chua cho nên là không bỏ nhiều. Đây mình ngào lên, đây chưa xong đó mình đã thấy thèm đó các bạn, nhìn thấy không, nó chảy nước miếng không. Rồi trong thời gian chờ đợi thì mình cũng sẽ làm một miếng nước
muối để mình ướp thêm gia vị vô đây ha. Đây. Mình sẽ sử dụng miếng muối hột ha các bạn. Cái này mình ướp vô luôn nha. Mình bỏ muối hột ít thôi. Bỏ nhiều quá thì nó sẽ mặn quá. Đây là tiếp tục đây là muối muối tôm nha. Bạn nào thích ăn cay nhiều thì bỏ ớt vô ha. Rồi mình bỏ vô đây hai chiếc ớt. Đây, giờ mình đâm lên nha. Mình bỏ vô đây muỗng hay muỗng đường nha các bạn. Đây bỏ đường vô. Nhìn cái muỗng thấy bắt mắt ha. Giờ trong lúc thời gian mình bỏ đường vô trong cái trái cà na cho nó thấm thì mình đâm muỗng. Mỗi người mỗi thích khẩu vị nha. Mỗi có người thì thích ăn nước mắm, có người thích ăn muối nha. Như mình thì thử làm món muối hột và muối Tây Ninh. Tôm á ăn thử cái khẩu vị nó khác hơn. Chờ thêm miếng ớt bột nữa cho nó có màu đẹp. Hay ăn được ăn nha. Cay à, ớt này cay lắm à. Đó. Thì sau mình làm chén muối đó xong á, mình nêm nếm coi vừa ăn chưa. Khẩu vị của mình vừa ăn chưa. Rồi. Đây muối tôm nha, muối tôm, muối Tây Ninh và muối hột dùng với ít đường với ít tương khô, tương sấy khô, lộn ớt sấy khô với lại mấy chiếc ớt này có vị nó mặn mặn, nó còn ngọt, nó cay cay. Bạn nào thích ăn ít ăn cay thì bỏ ít thôi nha. Còn như mình thích ăn cay cho nên bỏ hơi nhiều. Đây cà na mình đã ướp với đường hay để mình nêm thử nó còn chua gì không. Ok đó. Bây giờ mình sẽ bỏ muối vô ớt ha. Thèm không các bạn? Nhìn thấy thèm không các bạn? Thì mình đảo đều lên. Wow, nhìn thấy bắt mắt không? Thôi, thấy chưa? Cái dĩa của mình đã xong rồi, giờ mình đổ cái dĩa nha, mình để cho nó thấm khoảng chừng nửa tiếng đến tiếng hồ rồi mình ăn nha. Nhưng mà bây giờ mình đi thèm quá, khổ phải đợi lâu đi bạn ạ. Mình ăn luôn.
Đây, vậy mình đã hoàn thành việc cà na lắc muối đây. Nhìn thấy bắt nó không các bạn? Mời tất cả các bạn cùng ăn với mình nha. Thì thường thường á, người ta làm như này, người ta ướp á, người ta ngào vậy, người ta để khoảng chừng nửa tiếng đến một tiếng đồng hồ, hoặc là ta bỏ lạnh, ta bỏ vô lạnh để cho nó thấm gia vị rồi ăn nó mới ngon nha. Còn như mình thì mình làm xong rồi nhưng mà mình thấy nó bắt mắt quá, thèm quá, thành ra chắc mình phải ăn luôn rồi. Vậy mình mời tất cả các bạn cùng ăn với mình nha. Mời tất cả các bạn cùng ăn nha, nhớ đăng ký kênh ủng hộ cho mình nha, mình tạo nhiều video hay hơn. Mình xin mời tất cả mọi người ăn món cà na lắc với mình nha. Để mình nướng thử à. Ngon lắm bạn ơi. Nó có vị chát chát mà nó có vị chua chua mà mặn mặn cay cay ngọt. Hợp với mấy chị em phụ nữ lắm. Chị em phụ nữ nào mà thích ăn chua mà gặp mấy cái món này là thèm. Thèm nhớ like nha. Like mà cho chia sẻ cho mình với món là mình sẽ làm nhiều món. Với lại mình mới làm mình ăn luôn á, cho nên là nó còn hơi cái vị, nó chưa có thấm gia vị mấy. Cái cà na này nè, mấy người miền Tây thường là biết hơn. Có nhiều bạn chưa biết cái này cái gì đâu. Mình cũng được ăn được mấy lần rồi, mình có mấy miền Tây mà mình cũng ăn được mấy lần nhưng mà mình không biết làm. Thì hôm nay mình có lên trên mạng mình thấy người ta làm á, thì mình đi chợ vô tình mình thấy bà cụ đó muốn bán mình mua. Mua về làm thử ăn. Nhưng mà mình thích tự cái bản thân của mình tự mình làm vậy nè. Ăn nó ngon. Mình sở thích của mình nó thích ăn như thế nào á, mình tự ướp. Còn như ngoài chợ họ bán á thì nó quá trời ngọt. Không có theo cái khẩu vị của mình được. Mặn mặn chua chua cay cay mà nó có vị cá chát không? Đây là món cà na lắc nha các bạn. Cà na lắc à. Cà na lắc là chính tay của mình làm ha, nên mình nói không. Ăn hết dĩa cà na này chắc không biết sao ha. Ăn xong dĩa cà na này, ăn hết dĩa này chắc nghi chắc không biết có tàu tháo có gượt mình không á. Thôi chắc mình ăn chắc không hết nổi cái dĩa này đâu các bạn ơi, cho nên là bây giờ mình sẽ tạm dừng ăn ha. Ăn hết cái này chắc tào tháo nó gượt mình, bây giờ mình sẽ ăn từ từ, mình sẽ để trong tủ lạnh cho nó thấm nha gia vị nha. Rồi mình ăn tiếp nha các bạn. Cứ lâu lâu cái mình vô mở tủ lạnh ra, mình lấy miếng mình chấm nút một cái là nó lâu lâu cái mình vô tủ lạnh mình chấm một cái. Hay là có bạn rủ bạn lại ăn rồi đẩy. Thôi giờ mình kết thúc video ha. Hẹn các bạn video kế tiếp mình sẽ làm món ngon hơn nữa ha. Các bạn nào yêu thích mình đó, thì nhớ giúp mình giúp cũng đốc Gia Huy thì ủng hộ Gia Huy, đăng ký kênh và chia sẻ rồi, và không quên bình luận những điều các bạn thích, các bạn muốn tóc đẹp Gia Huy làm những video nào hài hước hay là món ăn hay là chia sẻ gì đó thì bạn comment giùm mình để mình biết rồi mình thực hiện và chia sẻ giùm mấy em. Xin chào và hẹn gặp lại video kế tiếp nha. Mời tất cả mọi người ăn đây.